Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Góc nhìn khán giả của kênh VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Tại Hà Nội, trời mưa phùn rét buốt, nhiều người chủ quan không mặc ấm khi ra đường. Chia sẻ của khán giả Phạm Quang Huy có số điện thoại 0906 3 số cuối 999. Trang bị 100 chiếc áo phao cho các em học sinh vùng sông nước đề phòng tai nạn trong mùa mưa lũ. Chia sẻ của khán giả Trần Mạnh Hải với số điện thoại 0979 3 số cuối 687. Lái xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy, phản ánh của khán giả Hồ Thanh Tân có địa chỉ email hothanhtan776@yahoo.com.vn. Xe máy ngang nhiên phóng với tốc độ nhanh đi trên đường vành đai 3 trên cao, phản ánh của khán giả Trần Xuân Cường từ số điện thoại 098 3 số cuối 223. Bất chấp lệnh cấm, các phương tiện vẫn ngang nhiên dừng đỗ đón trả khách trên đường vành đai 3 trên cao. Phản ánh của khán giả Nguyễn Xuân Quỳnh từ số điện thoại 0943 3 số cuối 366. Bất chấp nguy hiểm, người dân điều khiển xe máy băng qua đường ray khi tàu hỏa đang đến. Phản ánh của khán giả Nguyễn Hữu Hoàng Tâm ở Hải Dương là chủ nhân của số điện thoại 0946 3 số cuối 898. Lộn xộn con phố bánh mì trên quốc lộ 5, phản ánh của khán giả Phạm Ngọc Tân từ số điện thoại 0975 3 số cuối 149. Mất an toàn lưới điện tại đoạn đường liên thôn của thôn Luống Đồng, xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Phản ánh của khán giả Bùi Tấn Anh từ số điện thoại 0974 3 số cuối 365. Thưa quý vị, sau đây là nội dung chi tiết. Vào sáng ngày 27 tháng 11, thêm một bộ phận không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bộ, khiến nhiệt độ toàn miền giảm mạnh. Miền Bắc thực sự bước vào đợt rét đậm đầu tiên trong năm. Tuy nhiên thì do chủ quan nên nhiều người vẫn không mặc đủ ấm khi ra đường. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận của khán giả Phạm Quang Huy có số điện thoại 0906 3 số cuối 999 vào sáng ngày 27 tháng 11 tại Hà Nội. Từ khoảng 12 giờ ngày 27 tháng 11, Hà Nội bắt đầu có mưa phùn, trời rét buốt. Ngoài đường phố dường như cũng vắng vẻ hơn. Có thể dễ dàng nhìn thấy những chiếc áo đại hàn được người dân mặc ra đường để chống rét. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn có không ít người ăn mặc phong phanh như thế này. Dù mưa phùn khá mau, nhưng nhiều người cũng không mặc áo mưa. Có thể do chủ quan, nhiều người Hà Nội đã phải co ro giữa trời mưa trong ngày rét đậm đầu tiên tại miền Bắc năm nay. Thưa quý vị, khán giả Phạm Quang Huy chia sẻ, vào thời gian này thì mọi người nên để ý theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chuẩn bị trang phục ra đường cho phù hợp. Đặc biệt là đối với những người già và trẻ nhỏ, cần phải giữ ấm cho cơ thể, bảo vệ sức khỏe trong thời tiết giá rét của mùa đông. Ngoài ra thì mọi người cũng cần mang theo ô áo mưa, bởi mùa này thường mưa nhiều và mưa xảy ra bất chợt. Nhằm chia sẻ những khó khăn và góp phần giảm thiểu các hậu quả đáng tiếc do tai nạn đuối nước gây ra đối với các em, nhất là trong mùa mưa lũ. Vào chiều ngày 26 tháng 11, Ban Quản lý Điện lực Dầu khí Vũng Áng tại Quảng Trạch đã tổ chức chương trình trao tặng áo phao cho các em học sinh ở trường tiểu học Kỳ Thượng và trung học cơ sở Kỳ Anh của huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là chia sẻ của khán giả Trần Mạnh Hải có số điện thoại 0979 3 số cuối 687. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trong dịp này, Ban Quản lý Điện lực Dầu khí Vũng Áng Quảng Trạch đã trao 100 chiếc áo phao cho các em học sinh ở trường tiểu học Kỳ Thượng và trung học cơ sở Kỳ Khang. Mỗi trường, các em học sinh nhận được 50 chiếc áo phao với tổng kinh phí hơn 10 triệu đồng. Đối tượng được nhận áo phao là những học sinh tiểu học và trung học cơ sở thường xuyên phải qua sông, qua suối đến trường trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn. Khán giả Trần Mạnh Hải cho biết, để thực hiện tốt chương trình này, Ban Quản lý Điện lực Dầu khí Vũng Áng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã huy động sự đóng góp của cán bộ công nhân viên nhằm góp phần chia sẻ với những khó khăn của các em học sinh ở các vùng sông nước khi đến trường đi học vào mùa mưa lũ. Theo ý kiến chủ quan của anh Hải, thì đây là một việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm chia sẻ khó khăn đối với những gia đình, các em học sinh nghèo vùng lũ, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trẻ em đuối nước trên địa bàn huyện. Vào khoảng 14 giờ ngày 26 tháng 11 trên đường Kim Liên, đoạn qua thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã xảy ra ách tắc giao thông. Nguyên nhân là do tài xế chiếc xe hơi gây tai nạn ở thành phố Vinh rồi bỏ chạy và bị người dân đuổi theo đến đây. Sau đây là một số hình ảnh tại hiện trường vụ việc đã được khán giả Hồ Thanh Tân có địa chỉ email hothanhtan776a@yahoo.com.vn ghi lại và gửi về cho chương trình. Đường Kim Liên đoạn qua thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Đây là chiếc xe ô tô đã gây tai nạn và bỏ chạy. Xe ô tô màu đen của hãng Toyota có biển kiểm soát 37A11917. Được biết, sau khi gây tai nạn tại thành phố Vinh, lái xe đã bỏ chạy và bị người dân truy đuổi đến đây. Lái xe đã bỏ lại phương tiện để tiếp tục chạy trốn. Rất nhiều người đi đường xung quanh chiếc xe này khiến giao thông trên đường bị ách tắc. Theo khán giả Hồ Thanh Tân được biết, sau khi gây tai nạn và bỏ chạy trốn trước sự truy đuổi của người dân, thì chiếc xe này còn va thêm vào một chiếc xe máy nữa. Khi bị đuổi đến đường Kim Liên, đoạn qua thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, thấy không thể chạy được nữa, tài xế đã nhảy xuống xe, đánh lại người truy đuổi rồi sau đó bỏ chạy để phương tiện nằm lại giữa đường. Gửi clip tới cho chương trình, khán giả Hồ Thanh Tân lên án hành động của người tài xế này và khuyên nên sớm ra đầu thú, chịu trách nhiệm trước sự việc mà mình đã gây ra. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với phản ánh của khán giả Trần Xuân Cường từ số điện thoại 098 3 số cuối 223. Trong clip ngày hôm nay, anh Cường phản ánh về tình trạng xe máy ngang nhiên đi trên đường vành đai 3 trên cao, đoạn từ Pháp Vân, Mai Dịch, Hà Nội gây mất an toàn giao thông. Mặc dù đường vành đai 3 trên cao chỉ dành cho ô tô, nhưng chiếc xe ba gác này vẫn ngang nhiên chở hàng cồng kềnh trên đường. Thậm chí, cũng tại con đường này, nhiều xe máy chạy với tốc độ cao, ngang nhiên lạng lách trước đầu ô tô, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Theo tìm hiểu của khán giả Trần Xuân Cường thì anh cho biết đường vành đai 3 trên cao chỉ dành cho các xe ô tô và xe tải có trọng tải lớn. Các phương tiện trên được đi với tốc độ cao. Tuy nhiên thì gần đây tuyến đường này đang trở nên mất an toàn do vào các giờ sáng sớm và tối muộn. Khi mà thiếu vắng lực lượng cảnh sát giao thông thì nhiều người điều khiển xe máy đã vượt lên đường trên cao, bám đuổi đằng sau các xe ô tô hoặc luồn lách nhằm vượt lên trước đầu xe. Đã có những vụ tai nạn xảy ra nhưng dường như là tác dụng cảnh báo chưa mang lại hiệu quả.
gửi clip cho chương trình. Anh Cường mong muốn các lực lượng chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng trên để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Thưa quý vị, vào thời gian gần đây thì tình trạng giao thông trên đường vành đai 3 trên cao càng trở nên lộn xộn bởi việc dừng đỗ xe trả khách diễn ra thường xuyên, khiến cho những người điều khiển phương tiện lưu thông qua đây rất bức xúc. Khán giả Nguyễn Xuân Quỳnh từ số điện thoại 0943 3 số cuối 366 đã ghi lại được một số hình ảnh về thực trạng này và gửi tới phản ánh với chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những hình ảnh được camera hành trình trên xe của khán giả Nguyễn Xuân Quỳnh ghi lại tại nút giao thông Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, lối lên đường vành đai 3 trên cao. Ngay đầu đường, một đoàn người đang kéo nhau đi bộ xuống. Nhìn bộ dạng tay xách nách mang của những người này, có thể dễ dàng đoán được họ là hành khách của một chuyến xe vừa được thả xuống tại đây. Hàng ngày, xe máy, ô tô khách vẫn bất chấp lệnh cấm, biến các điểm lên xuống của đường trên cao thành bến xe tạm, gây mất an toàn giao thông tại đây. Khán giả Nguyễn Xuân Quỳnh phản ánh, đường vành đai 3 trên cao được thông xe vào tháng 10 năm 2012. Mặc dù các cơ quan chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp xe khách vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là tình trạng dừng đỗ đón trả khách trên tuyến đường này. Tuy nhiên, thì đến thời điểm hiện nay, tình hình giao thông vẫn diễn ra khá lộn xộn, nhất là tại các điểm lên xuống. Tình trạng này đang có chiều hướng gia tăng, khiến nhiều người tham gia giao thông cảm thấy bức xúc. Khán giả Xuân Quỳnh đã nhiều lần chứng kiến đội ngũ xe ôm từng tốp khoảng từ 5 đến 6 người ngang nhiên đỗ xe ở đây, treo kéo, đón trả khách. Các loại ô tô khách cũng ngang nhiên biến những điểm lên xuống thành bến xe tạm. Trong thư gửi tới cho chương trình, chị Quỳnh bức xúc cho biết: "Tôi đi làm bằng xe ô tô, ngày nào cũng đi trên tuyến đường này nên chứng kiến các xe khách chạy lạng lách, đánh võng, dừng đỗ đột ngột đón trả khách, khiến những lái xe khác không khỏi giật mình trước nguy cơ tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào." Gửi clip tới cho chương trình, khán giả Nguyễn Xuân Quỳnh hy vọng lực lượng chức năng sẽ có những biện pháp mạnh tay xử lý để ngăn chặn triệt để tình trạng này, đảm bảo an toàn giao thông tại điểm nút giao thông quan trọng của thủ đô. Để đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia giao thông tại điểm giao cắt giữa đường sắt với đường bộ, đã có quy định nhường đường cho tàu hỏa. Tuy nhiên, thì bất chấp nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng, nhiều người dân điều khiển các phương tiện xe máy, ô tô vẫn băng qua đường sắt dù tàu đang có tín hiệu sắp đi đến. Sau đây là hình ảnh phản ánh tại địa điểm giao nhau giữa đường Điện Biên Phủ, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương với đường sắt của khán giả Nguyễn Hữu Hoàng Tâm, chủ nhân của số điện thoại 0946 3 số cuối 898. Tại điểm giao cắt với đường sắt và đường Điện Biên Phủ, thành phố Hải Dương. Dù tàu hỏa đã có tín hiệu còi đang đi đến, các nhân viên đường sắt đã kéo thành rào chắn. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn thản nhiên băng qua đường. Ý thức tham gia giao thông kém của người dân là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa và các phương tiện khác trong thời gian gần đây.
Phản ánh với chương trình, khán giả Hoàng Tâm cho biết, tai nạn đường sắt là một trong những nguy cơ đe dọa tính mạng của người tham gia giao thông nếu như họ không tuân thủ theo những quy định hướng dẫn của luật. Tại địa điểm giao cắt trong clip trên, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua điểm giao cắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã cho lắp đặt hệ thống còi tự động cảnh báo nguy hiểm. Hệ thống này sẽ phát âm thanh cảnh báo khoảng 3 phút trước khi tàu hỏa đi qua. Tuy nhiên, thì dù có cả hệ thống âm thanh và các nhân viên đường sắt đứng ngay cạnh để hướng dẫn, nhưng người đi đường vẫn cố tình băng qua đường. Bên cạnh đó, những người đỗ xe chờ tàu hỏa qua cũng cố tình đỗ sát vào vạch kẻ phân làn đường. Xe cộ lộn xộn, tắc nghẽn là tình trạng thường xuyên diễn ra mỗi khi tàu đi qua tại đây. Gửi clip cho chương trình, khán giả Hoàng Tâm mong muốn cảnh báo nguy cơ tai nạn tới người tham gia giao thông, đồng thời mong người dân có ý thức hơn khi đi đến các điểm giao cắt với đường sắt để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho bản thân. Bên cạnh đó cũng là để đảm bảo trật tự cho khu vực này khi tàu hỏa đi qua. Thưa quý vị, quốc lộ 5 là trục giao thông quan trọng nối liền thủ đô Hà Nội với thành phố Cảng Hải Phòng, với hàng chục vạn lượt người xe qua lại mỗi ngày. Thế nhưng thì nhiều năm trở lại đây, trên con đường huyết mạch này có nhiều đoạn trở thành thành phố bán bánh mì. Việc mua đi bán lại, vẫy khách mua bánh gây nên tình trạng lộn xộn trên đường cao tốc. Đây là phản ánh của khán giả Phạm Ngọc Tân từ số điện thoại 0975, 3 số cuối 149. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip này. Quốc lộ 5, đoạn đi qua cầu Chui Long Biên, Hà Nội, đến phố nối tỉnh Hưng Yên. Hàng trăm quầy bánh mì đứng dưới lòng đường quốc lộ, trải dọc theo đoạn đường này. Quầy hàng của họ đơn giản là những chiếc thúng và hộp xốp chất đầy bánh mì. Khách đổ lại mua hàng ngay dưới lòng đường gây mất an toàn giao thông. Tình trạng này diễn ra hàng ngày, hàng giờ và trong nhiều năm trở lại đây, gây bức xúc cho người đi đường nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp giải quyết. Qua tìm hiểu, khán giả Phạm Ngọc Tân cho biết, tình trạng bán hàng xong, bánh mì dạo diễn ra phổ biến gây cản trở cho các phương tiện tham gia giao thông. Chỉ trên một đoạn đường ngắn, khán giả này đã đếm được hơn 50 điểm bán hàng xong trên bên đường. Theo khán giả Ngọc Tân, tình trạng này đã diễn ra từ rất lâu nhưng không thấy cơ quan chức năng dẹp bỏ tình trạng này. Dù hàng ngày vẫn có các lực lượng chức năng đi qua kiểm tra, tuy nhiên thì mọi việc chỉ trật tự khi có lực lượng chức năng và lại tiếp diễn lộn xộn khi công an đi khuất. Gửi clip đến cho chương trình, khán giả Ngọc Tân cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia giao thông và tính mạng của người dân, anh mong rằng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần có những biện pháp dẹp bỏ các điểm bán hàng rong này. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với phản ánh của khán giả Bùi Tuấn Anh từ số điện thoại 0974 3 số cuối 365. Trong clip gửi đến cho chương trình ngày hôm nay, anh Tuấn Anh đã ghi lại hình ảnh tình trạng mất an toàn lưới điện tại đoạn đường liên thôn của thôn Luống Đồng, xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Đoạn đường liên thôn ở thôn Luống Đồng, xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, dài tầm 1 km, nhưng những dây điện được buộc chằng chịt trên những thân cây. Rồi những ngày mưa gió to, những cây cột điện tự phát này lại bị ngả nghiêng sau mỗi lần mưa. Camera. Có những đoạn dây xà thẳng xuống mặt đường như thế này. Khán giả Bùi Tuấn Anh cho biết những đoạn dây điện này là do người dân tự kéo về để sử dụng.
sau những lần dông bão mưa to thì dây điện lại bị đứt, người dân lại phải tự đi đấu nối lại để gia đình có điện sinh hoạt. Theo anh Tuấn thì điều này hoàn toàn có thể gây nguy hiểm, đe dọa tính mạng của người dân. Và thực tế là đã có một vài vụ tai nạn khi người dân tự đấu nối điện đã bị điện giật rơi xuống ruộng. Rất may là người dân phát hiện kịp thời và cấp cứu nên hậu quả xấu nhất chưa xảy ra. Phản ánh với chương trình, khán giả Tuấn Anh mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc đưa điện của nhà nước về cho người dân ở thôn Luống Đồng, xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa bớt khổ. Thưa quý vị, về vấn đề này, chúng tôi sẽ gửi công văn tới Ủy ban dân xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cùng Điện lực Như Xuân và sẽ thông tin tới khán giả trong các chương trình tiếp theo. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã được phát trong chương trình ngày hôm nay. Sáng ngày 27 tháng 11, thêm một bộ phận không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, khiến nhiệt độ toàn miền giảm mạnh. Miền Bắc thực sự bước vào đợt rét đậm đầu tiên trong năm. Tuy nhiên, do chủ quan nên nhiều người vẫn không mặc đủ ấm khi ra đường. Chia sẻ của khán giả Phạm Quang Huy từ số điện thoại 0906, 3 số cuối là 999. Nhằm chia sẻ những khó khăn và góp phần giảm thiểu các hậu quả đáng tiếc do tai nạn đuối nước gây ra đối với các em nhỏ, nhất là trong mùa mưa lũ. Chiều ngày 26 tháng 11, Ban Quản lý Điện lực Dầu khí Vũng Áng Quảng Trạch đã tổ chức chương trình trao tặng áo phao cho các em học sinh ở trường tiểu học Kỳ Thượng và trung học cơ sở Kỳ Khang của huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Chia sẻ của khán giả Trần Mạnh Hải, số điện thoại 0979, 3 số cuối 687. Khoảng 14 giờ ngày 26 tháng 11, trên đường Kim Liên, đoạn qua thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã xảy ra ách tắc giao thông. Nguyên nhân do tài xế chiếc xe hơi gây tai nạn ở thành phố Vinh và bị người dân đuổi theo đến đây. Biết không thể chạy được nữa, tài xế đã nhảy xuống xe, đánh lại người truy đuổi, rồi sau đó chạy trốn, để lại phương tiện nằm lại giữa đường. Được biết, trong quá trình bị truy đuổi, chiếc xe này còn va thêm một xe máy nữa. Phản ánh của khán giả Hồ Thanh Tân, địa chỉ email hothanhtan776@yahoo.com.vn. Đường vành đai 3 trên cao chỉ dành cho xe ô tô đi với tốc độ cao, nhưng rất nhiều người đi xe máy và các phương tiện thô sơ vẫn ngang nhiên chạy giữa lòng đường. Thậm chí, nhiều phương tiện còn lượn lách qua đầu ô tô gây nguy hiểm đến tính mạng của chính mình và người tham gia giao thông khác. Phản ánh của khán giả Trần Xuân Cường từ số điện thoại 098, 3 số cuối là 223. Tình trạng giao thông trên đường vành đai 3 trên cao càng trở nên lộn xộn bởi việc dừng đỗ xe trả khách diễn ra thường xuyên, khiến những người điều khiển phương tiện lưu thông qua đây rất bức xúc. Hàng ngày, đội ngũ xe ôm từng tốp khoảng 5 đến 6 người ngang nhiên đỗ xe ở đây để chèo kéo, trả đón khách. Các loại ô tô khách cũng ngang nhiên biến những điểm lên xuống thành bến xe tạm. Phản ánh của khán giả Nguyễn Xuân Quỳnh từ số điện thoại 0943, 3 số cuối là 366. Nguy hiểm, người dân điều khiển xe máy băng qua đường ray khi tàu hỏa chạy. Dù tàu hỏa đã có tín hiệu còi đang đi đến, các nhân viên đường sắt đã kéo thành rào chắn. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn thản nhiên qua đường. Phản ánh của khán giả Nguyễn Hữu Hoàng Tâm ở Hải Dương, chủ nhân của số điện thoại 0946, 3 số cuối là 898. Lộn xộn con phố bánh mì trên quốc lộ 5. Khách đỗ lại mua hàng ngay dưới lòng đường, gây mất an toàn giao thông. Tình trạng này diễn ra hàng ngày, hàng giờ và trong nhiều năm trở lại đây, gây bức xúc cho người đi đường, nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp giải quyết. Phản ánh của khán giả Phạm Ngọc Tân từ số điện thoại 0975, 3 số cuối 149. Ở thôn Luống Đồng, xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, có đoạn đường chưa đầy 1 km, nhưng dây điện buộc chằng chịt trên những thân cây rồi xả xuống mặt đường, gây mất an toàn cho người dân. Phản ánh của khán giả Bùi Anh Tuấn từ số điện thoại 0974, 3 số cuối là 365. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Góc nhìn khán giả, kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC tại địa chỉ số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hãy email đến địa chỉ gocnhinkhanza@vtc.vn hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904881414. Khi gửi hình ảnh clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng clip trong chương trình. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.